Rồi, mến chào cả nhà nha. Sáng sớm mình lại đi thăm hợp tác cả nhà. Ủa, trên bác ngon quá ta. Ngon gì? Mình bác rồi nha. Ngon quá. Vô cái đầu tiên nè. Hôm qua trời mưa. Hôm kia trời mưa, hôm qua không mưa. Bây giờ đây sẽ có hàng đấy nha. Rồi. Không có. Không có hàng này à. Thủy ra. Cua cái này. Không phải. Bây giờ yếu gì đây. Cái này dính nè. Đây có con nè. Hay đặt chỗ này thì quá ngon, quá là nó quá ngon. Nhưng đặt cái này thì mắc. Nghe thấy dính nước không? Đó. Nước lên là nó cao quá, cao là cao nghe. Nước lên nó lên tới chỗ này luôn. Cho mình đứng luôn. Thì cái đó mình tiếp tục mình neo nữa ha. Mình không giờ đi nữa nha. Còn cái kia mép bên đây giờ mình còn có hai cái à. Rồi. Chúng trống gì đi. Ớn quá. Rồi. Mang cơm rồi đó. Sáng nay trời gió mát quá. Nào đi chạy. Không chạy luôn. Kỹ ta. Kỹ ta. Thôi thằng cá không đi ta. Để qua bên kia còn 7 cái bên kia, qua bên kia quay cho cả nhà coi ha. Mấy hôm này cái sạc quá trời luôn nha. Đây mình không có sạc không đủ ăn nữa. Không có gì. Vô lần này rồi. Cái này mà bữa nay nó không dính, không có lắp nào là mình về nha. Rồi, một bộ đóng bọt cái sạc luôn. Kìa. Nè ha, bữa nay làm bọt luôn rồi. Này im gì nó không chạy ta. Không chạy lắm ta. Thì cái này mình dài cả nha. Nó chặt này lâu lắm mình. 4 con. Mình sẽ dài đó. Đây mình có cái nha. Ở đây có con tròn nè. Rồi, dấu hiệu giáo luôn. Mấy bên này mất bọc như ta. Kỹ ta. Mấy sức ngon lắm mà. Mà có mưa bọng được các kiểu không biết gì đâu. Chết đi được. Được con cá sặc hai con. Bắt một con đi. Hai cái sặc bắt bự cơ nha. Giờ là con nhỏ.
đừng nên bắt hết nha cả nhà. Bắt hết ra vậy nó không thấy là nó vô gắn cái gì. Tiếp tục bài thôi. Này thế vậy, cho một chút. Cho một hộp nước. Đây. Này nó sập khá là ngon nha cả nhà, rất là bự nha. Nè. Cái đồng này, ngon nghe không? Bỏ vô bọc. Bốn cái rồi đó. Bốn cái là còn năm cái, thì có chín cái. Hôm nay mình không có đi chạy xe nên mình đi thăm sớm thôi nè. Hồi bữa sáng mình đi chạy xe là chiều mình mới thăm. Cái này sao đây? Rồi đục đục nước đây, biết có cái gì trong đây. Thấy là cũng ổn ổn nè. Không gì chân ta. Ôi lại một cái sặc nữa. Bắt luôn nghe nha. Bắt luôn. Con này bự nè, bắt luôn. Mà để làm nó đi. Rồi. Rồi, cứ để vậy thôi. Có rồi lụm lúa. Tình hình ăn khá quan. Bữa đó cái cây đó cả nhà. Ha, cả nhà thấy cái con tay mình không? Cây nhánh cái cây đó. Bố ông bự lắm về. Một bữa nay nó về. Chút nữa mình làm qua bên cái clip nó coi ông nó có về không nha. Cái kẹo mình bữa mình gọt lại luôn rồi. Bữa nay nó về chắc ông nó di cư á, nó di cư khỏi Long An rồi giờ nó về vùng khác nữa nha, không phải lúc nào cũng ở đây nha. Nó di cư theo mùa nha, mùa này nó ở đây, mùa kia nó khác chỗ khác nha, chứ không ở chỗ. Tại vì cái nguồn bông nó nở cũng khác nhau. Mình ông cái gì cừ tập tính với nó là gì đừng nó sống này. Đừng con cái nè. Rồi mất bọc rồi xuống mà không đậy gì giáo thua thua nha, xuống mới động đậy nó ngon. Để hết cá rồi đó. Hết rồi. Đây con cái nè. Trời ơi cái lắm. Con gì cái ghê đó. Con gì chạy giỡn luôn nước luôn nha. Mình không kịp dòm nha. Chạy lẹ ghê, chạy bên kia. Mình không kịp dòm nha. À, cá lóc nè. Đây dòng nè. Nghe thấy không? Cái bầy này là không biết cá. Cá lóc hay là cá dày như thế nè. Nó bò lặn gì. Động động nó lặn. Không dính chả hôm lại cho này sèn quá tiếp tục là sáng sớm vô hiện là có nước nước lớn à, để gì thôi có là lắm nghe. Chào buổi sáng rồi nha, đây của cái dấu chân người ta đây. Mới ké luôn, biết còn là lọc không, không biết. Tiếp tục bữa nay mình đi thăm lọc cá rồi ha. Rồi. Cái dấu chân cái này nó không còn. Đây.
đặt đây luôn. Đặt, đặt luôn. Lại luôn. Này vô kiếm ong lại vô nó. Thấy nè. Mình không biết luôn cả nhà. Đây cá vậy. Hôm bữa thì mình đặt ăn chút cá. Thú trăng thì mới té. Có người đi rồi. Đi qua bên đây. Đây à. Trưa nay mình phải về chạy xe nữa. Nên là tranh thủ đi thôi nha. Có để biết sao. Má đây quần nát hết giáo. Cái này chưa nè. Cái này còn nguyên nè. Biết có con gì không thì mình không biết. Thôi 3 ngày không có gì chân ta. Tại sao ta? Này đi thăm hay làm sao ta? Hiểu nổi. Tình hình này chắc có người thăm quá cả nhà. Nãy giờ mình thăm hai cái bên kia, hai cái kia thường chạy thường đều lắm. Mà 3 ngày hơn cho một con. Nè. Cái này bữa nay mình về chỗ này nè. Không, chỗ này. Chỗ này đi. Đây. Rồi cái này có ha. Cái này có hàng ha. Lụm nha. Còn cái vậy bự quá chết ta. Bự quá ta. Nằm dưới đất nè. Chết. Về bự quá kỹ ra. Ồ, về hết nói luôn. Thì chà bá luôn sẽ chết ta. Ổn vậy ta. Chết rồi nè. Đây. Mới chết. Vậy này có chừng 4 lạng nè. Về bự quá trời. Đây. Bây giờ. Nó về không? Hết nói vậy chưa? Vậy khủng đó nha. Rồi, đặt lại luôn. Xúc cây rồi. Rồi. Gì thôi. Cái nhà đừng đặt sâu quá nha, nó không dính đâu nha. Đặt gì thôi. Là có nè, lụm rồi nha. Cái gì hết nấu luôn rồi. Vậy bự quá cho bự luôn. Chết uổng quá. Rồi. Quần. Qua bên đây. Con này sao không biết hả. Hàng quá gì không. Rồi. Không hàng quá gì luôn. Kỹ ra mày gồng nha, nó bự quá trời. Trời mưa nó chảy ra. Nó đặt lâu 3 ngày là kèo thơm á. Đây. Bên đây mình còn cái nè, điện thoại nè. Cảm giác. Ê, một cái dây bự nha cả nhà. Đây. Đó. Con này với con nãy là anh em nè. Bự nha. Đây nè. Thấy gì không? Ừ. Con này chừng nè. 4 lạng vậy ha. Rất là bự nha. Con này lắc ra. Để ra. Tranh thủ đi chút về đi làm đó cả nhà. Sắp không có nghe được. Con đuối xúc đó ra. Về hết nói. Về quá trời mập. Nghe thấy vậy không?
Khánh nói vậy chưa? Bỏ vô luôn. Cũng được cũng. Dạ. Đây là như là con cái cái này. Cái đằng kia như thế này. Thật lịch những cái nữa. Trời ơi, bung cây, bung cây. Bung cây. Má kèo này dữ à. Kèo này dữ huynh đệ nha. Bung cây nè, hai nhà thấy hai cây không? Bung nha, không phải kèo thường nha. Chuối kìa, nó chuối kìa, nó chuối kìa. Trời ơi. Cái gì đây? Một đống luôn, cái nhà cầm, nhớ cầm hai cái hôm này nè. Hôm đậu hôm đuôi nha. Thôi là đi hết giáo á. Ui. 4-5 con. Quá thề cái nhà. Biết con cây nó đâu à. 4-5 con này nè. 4-5 con nè. Thấy không? Một bị luôn. Một cái dày, một cái lóc, hai cái chê cái nhà, cái chê dừa á. Không phải chịu hy đâu nha. Nè. Một bị luôn. Quá phê. Này, bị bên này. Này. Thấy đau. Lóc nè, dày nè. Chê nè, còn quá đa. Ui. Bị luôn cái nhà ơi. Quá phê, quá phê. Vậy nó cảm giác chứ. Bung mình cái cây nó nằm lâu. Hai cái chê chắc là. Bỏ vô cái bọc này. Cái chê sức sống nó cao lắm. Không sao hết giáo. Chê này ngon cả nhà. Ồ, chê dừa. Nè, chê dừa nè cả nhà, đây thu lùi vậy nè. Chê dừa nha, phải chê phi nha. Nên chê phi màu khác lắm. Con này thì 6-7 lạng. Dạ, yeah, dạ yeah. Này, này 6-7 lạng, cũng chè phi, chè dừa luôn nha nha. Nó có chết rồi đây. Con này chết rồi. Con này chết. Vậy rồi. Con dày này thì cũng đuối rồi. Nè nha, đuối rồi. Mình bỏ qua đây luôn, hai dừa luôn. Chứ hai nó cũng chết rồi. Đi nghe cái nhà vô đập nó chơi vô không chết à. Bỏ rồi à. Còn con lóc này thì còn sống nha cả nhà. Lóc này quá ok này. Em lóc này rất là ngon, quá ok. Bỏ đây cú được hai con. Con thứ ba cú không nổi. Cá cái chết này, cái sạch này. Nó vô nó bị ăn, ăn được nó chết. Còn cái cây nó đâu ta, nó còn hai cái que cái nha. Để mình xuống dưới mình kiếm cái nè. Còn lồng lồng nha. Mình còn cái cuối cùng bên được cái giường này nha. Nằm đây nè. Rồi có hàng. Có hàng. Biết con gì đâu. Một con cá dày. Giờ là biết có hàng lắm mà. Một em có dày cái nha. Đây, em này mini. Em này lặn mấy à. Bữa nay 3 ngày thăm chạy đầu hết giáo. Mấy nước thôi nha, đừng đặt sâu, đặt sâu quá nha, đặt sâu quá nó dính. Rồi, không vô kèo, nó không ngặn. Lại tới mình thấy cái nước trên đó, nó pha thả mới vô kèo này. Đây mình có 3 cái à. Quá.
này bữa nay sao? Rồi. Có hàng. Một em cá lóc bự à. Đây nè. Để mình để cam với cho cả nhà coi nha. Đây. Đường nước nằm bên kia đây nè. Lụm. Bốn lạng được. Đây, em ở đây nha. Một em có lóc hàng. Còn là mấy vô trình hai ngàn. Ba lạng rưỡi bốn lạng rồi. Cái còn thôi là có cái ăn. Đặt lại luôn cái này. Quậy ra cả nhà. Cái cam thì mình mới quậy dưới nước cả nhà. Thì cái màn hình là cái tiếng của mình nó sẽ nghe rè rè cả nhà nha. Đây cái nước nó động lại. Những cái này là cái cuối cùng. Rồi không có hàng nữa. Không có hàng. Lại cái lọt nó đóng vòng như là không có hàng nha nha. Mình sẽ dài lại chỗ đó. Rồi. Mình tắt cái cả nhà. Chào các nhà nha, thì chỗ này mình còn mấy cái ra, ba cái, mình có ba cái, hai cái lợ và một cái lợp nha. Thì mình phải đi xuống thăm cái lợ, cái lợp kia đây trước đây, mình sẽ quanh ở đây. Trong đây thì trồng hương còn nữa nha, hương cáo mèo là trong đây còn nha. Anh em nào muốn đặt thì comment dưới đi, rồi mình chỉ chỗ cho vô đặt ha. Ở đây thì huynh đệ đặt cũng nhiều, còn bể nha. Vì ăn thua là anh em có lì hay không thôi. Nhưng mà mấy con sắp lại cho mấy bạn cũng nè. Chứ không phải mấy con nhỏ nè. Mấy con mình ước lượng 4-5kg á, hương á. Tại vì mình đã đặt trong đây một lần rồi, mình sảy rồi. Nhưng mà giờ này mình không có thời gian để đặt nữa nha. Đây có cái lọc với cái quỷ gì không, yêu tình gì không nè, chắc không có quá. Nước lên nước xuống nè, này không dính hai cây ha. Đây gồng cá lóc đâu ta, nó mới cho nó chạy rồi. Mày gồng đó kìa, chỗ kia còn cái lọc. Cái đặt là hay xui thôi, tại cá nó nước giang từ từ đó, thì cá vậy cá nó vô, chứ khả năng ăn thì cũng ít lắm. Có cái này vô không vô là cái này nè, cái lọc này nè. Rồi biết có giống gì không nữa thì không dính nghe, không dính. Đây là, đây là cái gì đó. Cho nó vô nha, kéo lên đừng có đặt sâu quá, sâu quá nó vô cái này nghe ha. Địa thế trong đây thì huynh đệ vô trong đây kiếm ong tròn thì cũng nhiều thế nha. Mấy con tròn đây thì để hết giáo rồi, nó còn bên kia rồi, có dấu luôn. Nhưng mà nó khôn lắm, đặt nó là phải có thời gian theo đuổi, phải đâm mới được. Chứ hên hên thì nửa tháng, mình xui xui thì cả tháng chạy đây nha. Nó có thể ăn, nó nằm bên đó, nó cho mình quay cam lại đó. Có cậy bệnh. Cái này sao đây? Không vô hiệu hết giáo. Không dính luôn. Mà sao không lên nữa ta. Không dính luôn cái này.
đây cái thành quả hôm nay của mình nha. Một cái vậy, hai cái vậy, ba cái vậy, hai cái lóc, cái chỗ gọi là cái chảo cái nè, dí nha, hai cái dừa cái nè, thì nẻo lượng tầm 3 kg nha, con này cả nhà thấy không? Cái vậy mà cái này 4 lạng, 4 lạng ngoài, gần nửa ký á, quá khủng luôn. Con này trứng dữ lắm chứ, con này mới ngọp nghe nè, xanh chành thấy không? Các nhà thấy không? Mới ngọp, rồi mình sẽ mặn nó luôn cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã xem video và ủng hộ kênh trong thời gian qua. Chúc cả nhà được nhiều sức khỏe cả nhà. Tạm biệt cả nhà nha.